vị và các bạn cùng chào đón top 5 của bước dễ ngàn cân năm nay. Xoáy ca tương lai Lộc Vượng và bạn nhảy Ngọc Anh. Nam thần trên sport Thái Sơn và bạn nhảy Phạm Lịch. Ca sĩ ngàn cân Xuân Lộc và bạn nhảy Hải Anh. Cựu vận động viên judo Ngọc Khánh và bạn nhảy Huỳnh Mến. Hot girl nụ cười tỏa nắng Tố Tố và bạn nhảy Đình Lộc. Họ là những vô công xuất sắc nhất của bước nhảy ngàn cân mùa thứ hai. Xin dành tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón. Trình bước dậy ngàn cân đồng hành bởi nhãn hàng trà thảo mộc Dr. Thành. Hãy cùng chào đón MC Trấn Thành. Để ta xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình bước nhảy ngàn cân Dance Your Fat Off. Quý vị và các bạn thân mến, sang trọng và tinh tế, chúng ta vừa đến với tác phẩm Hồ Thiên Nga của nhà soạn nhạc lừng danh nước Nga Tchaikovsky qua phần biểu diễn của top 5 bước dậy ngàn cân của mùa 2 cùng với những người thầy, những người huấn luyện viên tận tình trong suốt những tuần lễ vừa qua. Một lần nữa, một tràng pháo tay chào đón toàn thể quý vị trở lại với bước dậy ngàn cân.